Đây là một cây son mà mỗi lần mà mình dùng nó thì ai ai cũng hỏi là mình sử dụng son gì vậy. Như các bạn cũng thấy, đây là son YSL và màu của mình có là 212. Đây là một cái màu đỏ cherry trầm đậm. Mình thì đánh cái bạn này xuyên suốt không biết bao nhiêu lần rồi mà cái son này nó vẫn còn nguyên như thế này đây. Lý do là cái màu của nó khá là đậm á, nên là mỗi lần mình sử dụng chỉ có một chút ít như thế này. Blend. Ok, để mình dùng thêm tí nữa. Here we go. Những cái cây son màu đậm như thế này thì thật sự rất là tiết kiệm tiền luôn. Bởi vì đánh cái màu nhạt thì nó ra như màu như thế này. Còn khi mà dùng đậm á thì cái màu của nó như thế này. Các bạn thấy đây là hai cái màu hoàn toàn khác biệt luôn đúng không?